Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đầu năm 2023, chỉ số đào tạo lao động của tỉnh Long An là 5,33 điểm, xếp thứ 39 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2021, xếp thứ 5 trên 13 tỉnh thành phố dùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng 2 bậc so với năm 2021. Để cải thiện chỉ số đào tạo lao động, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã trao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, nâng cao nhận thức xã hội, nhất là học sinh và phụ huynh học sinh để phân luồng học sinh vào học các cấp trình độ cao của giáo dục nghề nghiệp. Triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Đồng thời, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề, tăng cường phối hợp, liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số để tăng cường kết nối cung cầu lao động, phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh.